Đỗ Trần Công Đô Thư Sư. Câu số 2, thưa sư, cho con hỏi lúc nào nên thiền chỉ Samatha, lúc nào nên thiền quán Vipassana vậy? Sư có thể chia sẻ kinh nghiệm về hai loại thiền này không? Nếu như chúng ta xem trong kinh tạng, trong giai đoạn Đức Thế Tôn, trong giai đoạn Bồ Tát chứng thành đạo quả chánh đẳng giác, trong nhiều bài kinh, trung bộ nhiều bài lắm, thì chúng ta sẽ thấy Đức Thế Tôn Ngài thực hành thiền chỉ trước. Ngài chứng đến tứ thiền nha, Ngài chứng đến tứ thiền bằng hơi thở. Sau đó Ngài phát triển tuệ quán. Cho nên á, nếu như chúng ta hỏi về hành trình tu chứng mà gọi là ngon lành nhất, noi gương theo một vị chánh đẳng giác, thì chúng ta thực hành thiền chỉ trước, đến đạt đến tứ thiền của thiền chỉ, sau đó thực hành thiền quán Vipassana. Còn nếu như quý vị hỏi cá nhân sư, tức là cái kinh nghiệm cá nhân của sư á, thì sư chỉ có thể nói là tùy lúc, tùy lúc. Nó giống như là tay phải và tay trái của mình vậy. Có những lúc á, mình làm sử dụng tay trái, có lúc mình sử dụng tay phải, có lúc mình sử dụng hai tay, có lúc mình không có xài tay. Cũng tương tự như vậy, tùy hoàn cảnh, tùy hoàn cảnh mà sư sẽ sử dụng chỉ hay quán vào thời điểm đó. Ví dụ như khi mà cái tâm của sư nó xao động, nó xao động, thì sư sẽ sử dụng thiền chỉ để an cái tâm của mình lại. Hoặc là khi sư đi qua Ấn Độ, khi mà nhiễu quanh Phật và quả Bồ Đề đó, thì sư sẽ dùng đề mục thiền chỉ, tức là tùy niệm ân đức Tam Bảo. Tại vì sao? Vì thời điểm đó nó thuận tiện, nó giống như quý vị hai tay thì lúc xài tay nào thuận thì mình xài tay đó. Còn thiền quán thì cũng vậy, tùy lúc. Ví dụ như khi mà quán cảnh vô thường, thì đương nhiên là sư thấy cảnh vô thường thì sư dùng thiền quán. Hoặc là có những khi nội tâm của mình nghĩ về người khác, mà nếu như nghĩ về người đó mà cái lòng tham ái khởi lên thì phát hiện và xử lý nó, thì nó xài thiền quán. Hoặc là tự nhiên cái một cái ký ức, hoặc là nghe người ta kể về một người nào đó mà cái người đó mình không ưa, hoặc là cái người đó là một cái kẻ ác, thì tự nhiên cái mình phát hiện tâm của mình, mình có cái tâm sân, tức là cái thọ ưu, có sân, thì ngay lập tức mình phát hiện. Hoặc là khi mình nghĩ về một ai đó mà mình nghĩ ác về người ta, thì tự nhiên mình phát hiện. Chứ nghĩ ác ở đây là sao? Quý vị nghĩ ông sư chắc ông nghĩ ác, không biết ông nghĩ ác là sao? Thì nó là như vậy nè, ví dụ thôi, ví dụ. Ví dụ tự nhiên hôm nay cái nghĩ, một cái người tu mà nghĩ về cái người đó, cái người cụ thể đó, mình nghĩ cái người này tu lâu năm mà giống như là cái đống phấn này,
và không có biết nghĩ về nghiệp và quả, chỉ làm những điều bất thiện, tạo nghiệp mà không có biết nghĩ. Tự nhiên, ngay lập tức phát hiện, ồ, mình đang nghĩ ác, mình đang nghĩ ác. Và tại sao? Mình nghĩ người ta mà mình nghĩ như vậy là mình đang nghĩ ác. Và ngay lập tức là kiểm soát tâm của mình. Tức là cái chuyện của người ta đúng, người ta sai, người ta xấu xí hay xinh đẹp là chuyện của người ta, không mắc mớ gì mình đi mình nghĩ về họ như vậy. Cho nên ngay cả trong suy nghĩ thì mình cũng phải kiểm soát cái tâm mình, thì nó là sai thiên quái. Do đó tùy trường hợp nha, tùy trường hợp thích hợp mà mình sẽ xài thiền chỉ hay là thiền quán.